Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết vừa cấp cứu người phụ nữ 30 tuổi chuyển dạ và sinh con ngay trên xe taxi. Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng huy động phương tiện đón mẹ và bé ngay tại cửa xe. Trước đó thì người mẹ có dấu hiệu chuyển dạ và được gia đình đưa đến bệnh viện bằng taxi. Tuy nhiên, sản phụ đã sinh con và người nhà tự đỡ đẻ trên xe. Khi đến bệnh viện, mẹ và con đều trong tình trạng nguy hiểm. Trẻ sơ sinh tím tái, suy hô hấp, đường thở nhiều dịch bẩn, không khóc, được cuốn tã nằm trên bụng mẹ, chưa cắt rốn. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa sản cấp cứu cho trẻ, khai thông đường thở, hút dịch, nhốt ở mũi, miệng, kích thích bằng cách xoa lưng, làm nóng, ủ ấm. Sau 2 phút được cấp cứu, trẻ hồng hào, khóc lớn. Bé được vệ sinh toàn thân, sát khuẩn, cắt rốn và chuyển khoa sản để tiếp tục theo dõi. Bé sơ sinh nặng 2,9 kg và là một bé gái. Sản phụ cũng trong tình trạng rau chưa bong, co kém, chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã dùng thuốc tăng co bóp tử cung, cầm máu, kiểm tra đường sinh dục và xử trí vết rách tầng sinh môn. Theo các bác sĩ, đẻ rơi trên taxi khiến cho mẹ và con gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Trẻ có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu và những bệnh lý do không đảm bảo điều kiện khi sinh nở. Mẹ có thể bị rách tầng sinh môn, băng huyết, nhiễm trùng và choáng váng, rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng. Và để tránh tình trạng trên thì thai phụ nên khám và theo dõi sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Khi có các dấu hiệu bất thường như là đau bụng, ra máu hoặc nước âm đạo, sản phụ cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời.